Tiếp tục là David Bell cộng lỗi bật lên xanh mà không loát chương trình, đèn nó không có gì cả, mất tiếng. Bên mặt thì còn zin bản, chưa có sửa chữa nhá. Bật lại lần nữa xem nào. Mọi thứ rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tạm dừng video, tiến hành sửa, và sau khi sửa xong sẽ quay tiếp video để ghép vào nhé. Toàn bộ quá trình khi tiếp nhận máy và sau khi sửa xong. Máy này mình nhận hỗ trợ cho một anh trai ở trong Sài Gòn. Bạn này bản Made in USA đây. Giờ mình sẽ tạm dừng video, fix lỗi này. Sửa lỗi này mất rất là nhiều thời gian nên là mình sẽ không quay video đến cuối sửa được, mọi người nhé.